Xoàn. Cười quá anh em ạ. Anh em có biết cái xoan không anh em? Mình biết anh em. Này khá mệt mỏi anh em. Qua làm việc hơi bị mệt, quá sức anh em. Giờ người như kiểu rất là mệt. Toàn tôi thẳng quá anh em. Ba vô anh em ơi, ba phút rồi. Mùi này kêu lên anh em xem, mùi đốt đau hết cả chân. Anh em nha, mình về đây.